Ngồi lặng nhìn kia mây bay cuối trời, đã qua những đắng cay, bỗng nghe bình yên. Làm gì mà như người mất hồn vậy chú ba? Bộ chú không khỏe trong người hả? Có chuyện gì hả chú? Nói cho con nghe coi. Có gì đâu. Tao thấy thằng Lấy Trâu làm như nó muốn theo tìm thằng Năm Đạo. Chú này, Lấy Trâu nào mà rảnh dữ vậy? Biết đâu người ta chỉ hỏi vô tình thì sao? Mày, tao có bao giờ nói bậy bạ đâu. Bữa vợ thằng Tư Mến sanh á, thằng Lấy Trâu theo luôn vô trạm xá. Biết thằng Năm Đạo đưa đi, Tư Mến không thấy chứ đâu có qua mắt được tao mày. Rồi sao nữa chú? Thì sợ thù hằn, hoặc giả ông nội này phạm tội rồi trốn thì sao? Mà tao hỏi... Hỏi gì? Thì hỏi vậy đó. Nó chạm tư ái, nó bỏ đi hôm qua tới nay. Út nè, tao thấy hối hận quá đi Út. Không có gì đâu chú. Mà chú có biết hôm qua con đi đâu không? Thì sao nói mày đi thành phố sắm đồ ăn đám cưới. Dạ cũng đúng. Nhưng mà thiệt ra con ghé nhà anh Năm Đạo. Thiệt hả bây? Dạ. Chuyện vợ ảnh là có thiệt. Hai người là bạn từ nhỏ, lớn lên yêu nhau, rồi mỗi người mỗi ngã. Lâu rồi chú. Là sao? Bây giờ nói vợ nó rồi nó không phải là sao? Là như vậy nè. Thời gian xa Năm Đạo, chị Lệ có chồng. Nhưng mà vợ bé của ông chồng ghen ngược, hại chị Lệ thân tàn ma dại luôn. Anh Năm Đạo đi tìm chị, thấy hoàn cảnh chị như vậy, thay vì ảnh bỏ thì ảnh không nỡ, ảnh lại động lòng. Nói chung hai người là bạn, anh Năm Đạo chỉ nói vậy thôi. Sao tao nghe giống tiểu thuyết quá vậy bây? Còn vậy nữa nè chú. Ở đó con có gặp hai người. Một người nhỏ hơn con chừng một tuổi, tên là Bình. Vì mang ơn anh Năm Đạo mà bỏ Sài Gòn xuống miền Tây để mà lo cho chị Lệ. Anh Năm Đạo đã giúp cho người đó sửa nhà rồi cưới vợ nữa. Rồi còn người kia? Người đó cũng cỡ tuổi chú vậy đó. Cũng thương anh Năm Đạo hiền lành, sống trọng tình nghĩa, mà coi chị Lệ như là em gái vậy đó. Người này thì khá giả, tìm tới để mà an ủi giúp đỡ cho chị. Chính họ nói như vậy, với lại mai mốt anh Tư xuống để cảm ơn chú đó. Trời ơi, vậy là tao bậy bạ quá rồi.